Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất tối ngày 11 tháng 9 năm 2021 về việc Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.932 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.927 ca ghi nhận trong nước tại 36 tỉnh, thành trong đó có 5.169 ca trong cộng đồng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 5.629, Bình Dương 3.971, Đồng Nai 960, Long An 337, Kiên Giang 165. Tiền Giang 147, Tây Ninh 137, An Giang 107, Khánh Hòa 46, Cần Thơ 46, Quảng Bình 38, Hà Nội 35, Đồng Tháp 34, Bà Rịa Vũng Tàu 32, Quảng Ngãi 32, Bình Phước 31, Bình Thuận 31, Bình Định 19, Đà Nẵng 19, Đắk Lắk 18, Phú Yên 17, Sơn La 16, Quảng Nam 14, Sóc Trăng 11, Nghệ An 6, Đắk Nông 5, Ninh Thuận 5, Bạc Liêu 4, Thanh Hóa 3, Hưng Yên 3, Gia Lai 2, Trà Vinh 2, Bắc Ninh 2, Thừa Thiên Huế 1, Hà Tĩnh 1, Bến Tre 1. Sở Y tế Thừa Thiên Huế báo cáo đính chính 2 ca nhập cảnh đã được thông báo vào ngày 9 tháng 9 điều chỉnh lại thành 2 ca nhiễm ghi nhận trong nước. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.379 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.910 ca. Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.867. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm. Tính riêng trong đợt dịch thứ tư, Việt Nam ghi nhận 596.980 ca nhiễm mới, trong đó có 360.688 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 291.871, Bình Dương 153.830, Đồng Nai 33.842, Long An 27.874, Tiền Giang 11.577. Về điều trị tiêm chủng, hôm nay có 12.541 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 363.462. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.232 ca, trong đó có 941 ca thở máy xâm lấn và 29 ca chạy ECMO. Về số liệu bệnh nhân tử vong, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC.kcb.vn ghi nhận 217 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 188, Bình Dương 10, Tiền Giang 2, Đồng Nai 4, Kiên Giang 3, Bình Thuận 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 1, Cần Thơ 1, Ninh Thuận 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, Vĩnh Long 1. Đồng Nai bổ sung 56 ca tử vong từ thời gian trước trong 7 ngày qua. Trung bình mỗi ngày Việt Nam ghi nhận 284 ca tử vong vì COVID-19 trên một ngày, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tiêm chủng, trong ngày 10 tháng 9 có 1.175.698 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, số cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 27.108.588 liều, trong đó tiêm một mũi là 22.367.824 liều. Tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày nhằm giúp các cán bộ y tế đang làm việc tại các trạm y tế lưu động hiểu rõ và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Bộ Y tế tiếp tục ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của các trạm y tế lưu động. Tài liệu này sẽ tập trung vào hướng dẫn chuyên môn từng nhiệm vụ cụ thể của trạm y tế lưu động, quyết định số 4.377 ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế. Chỉ đạo các địa phương thực hiện đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nhằm đảm bảo các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 có đầy đủ oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân, và khẩn trương triển khai thực hiện đề án công văn số 7.559 ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế. Xây dựng hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 kết hợp xét nghiệm và tiêm chủng tại trạm dừng nghỉ cho lái xe đường dài. Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ chủ động thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trên nguyên tắc 4 tự. Tự xây dựng kế hoạch, tự thực hiện, tự xét nghiệm và tự kiểm tra đối với nhân viên, với tần suất lấy mẫu là 3 ngày trên một lần theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, các cơ sở này phải đăng ký kinh doanh với quận, huyện, thành phố Thủ Đức để được cấp giấy đi đường, đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm nhanh âm tính 3 ngày, lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người. Tỉnh Bình Dương đang huy động lực lượng từ vùng xanh hỗ trợ cho vùng đỏ, với quyết tâm dồn toàn lực để hoàn thành việc xét nghiệm bóc tách hết F0 còn phát sinh trong cộng đồng tại những khu vực còn vùng đỏ. Qua đó nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch để đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.